chương trình giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Trong trình tuần trước, Quang Đức đã đưa các bạn thính giả đến với không gian của những bản nhạc kịch từ cổ điển cho đến hiện đại. Còn hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn thính giả một dòng nhạc rất quen thuộc với mọi người, đó chính là indie pop. Có thể với dòng nhạc này, các bạn đã từng nghe qua ở đâu đó nhưng lại chưa nhận ra. Hôm nay, Quang Đức sẽ giúp các bạn tìm hiểu kỹ hơn về dòng nhạc này. Indie pop là một thể loại nhạc thuộc dòng alternative rock được hình thành tại Anh Quốc, xuất hiện vào những năm 80 và 90. Indie là một nét nghệ thuật gắn liền với khẩu hiệu DIY. Với thành tích ấn tượng, 8 tuần liên tiếp đứng đầu Billboard Hot 100. Nói chung là cái vùng ven tỉnh á, cho nên có thể nói năm nay là đây là đội bóng doanh nghiệp ở khu vực Nam Trung Bộ.